Papa Pocket? Papa Pocket, kẹo bông vui học. Phim Toilet không đáng sợ. Con qua nhà thỏ, nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa con? Dạ mẹ, con biết rồi. Chào mẹ thỏ. Dạ con chào bác. Chào hai mẹ con nhà gấu. Hôm nay mẹ gấu đi công tác nên xin phép gửi bé gấu ở nhà của mẹ thỏ nha. À gấu. Chào bé thỏ. Gấu tới chơi hả? Chào thỏ em, đi chơi với mình đi. Đi 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 đi. Đu quay đu quay, ngồi đu quay là rất hay. Xoay xoay tròn, xoay xoay tròn, em như bay. Tay nắm chắc, tay nắm chắc, tôi với bạn cùng quay. Cô khen chung cháu ngồi đu quay rất tài. Ủa sao vậy thả? Ý dạ, mình buồn tè quá. Thả đi toilet đi. Xong rồi ra mình chơi tiếp. Thôi mình cứ chơi tiếp đi, mình đang vui mà. Vô vô quay quay quay. Đã quá. Ủa sao bị sao vậy? Thỏ lại buồn tè rồi. Thỏ muốn đi toilet nhưng thỏ sợ lắm, không đi đâu. Ủa mà thỏ sợ cái gì? Giữa ban ngày có gì đâu mà sợ. Thỏ sợ nước toilet cuốn trôi. Thỏ không có biết bơi. Thỏ thấy không, bạn bự gấp mấy lần cái bí ngô này nè, sao lọt vô toilet được. Thỏ đi dơ đây, gấu sẽ chỉ cho. Nè, đây là thỏ, còn đây là toilet. Bạn thấy không, toilet đâu có chứa nổi thỏ đâu. Nhưng mà thỏ sợ lắm. Vậy lỡ như thỏ chuột chân thì sao? Bạn phải cẩn thận chứ. Thỏ phải ngài đúng cách. Đi xong giật nước, mình bấm cái nút này nè. Thôi, gấu đi ra đi. Để cho mình đi tè. Chăng cái lăng chăng chăng chăng. Thỏ đâu, gấu đâu? Ăn cơm các con ơi. Dạ, con nè. Đi ăn đi gấu. Khoan. Gì? Thỏ không rửa tay hả? Rửa tay gì? Không cần đâu. Mẹ mình dặn phải rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn á. Thôi, mình đói bụng lắm rồi. Đi ăn đi gấu. Ngon quá mẹ ơi. Ủa, thả bị sao vậy? Bụng của mình đau quá. Trời ơi, bị đau bụng hả? Thấy chưa? Tại vì bạn không chịu rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn á. Sao vậy hai đứa? Con nghĩ tại vì thả không chịu rửa tay nên mới bị đau bụng á. Sao mẹ nói mà con không nghe? Dạ. Thỏ đã biết phải làm gì trước khi ăn chưa? Dạ rửa tay. Vậy thỏ đã biết rửa tay thế nào cho đúng chưa? Để con hướng dẫn thỏ cho. Miếng xà phòng nho nhỏ em sát lên bàn tay. Nước máy đây trong vắt em rửa đôi bàn tay. Khăn mặt đây thơm phức em lau khô bàn tay. Đôi bàn tay bé bé nay rửa sạch xinh xinh. Nào cả hai chúng mình cùng giơ tay dở dở. Con sẽ làm đúng cách như gấu chỉ chứ. Để xem những đoạn phim thiệt hay của bạn mình nha. Các bạn cũng có thể xem lại các tập khác ở đây nè.